đi gian lận thuế thông qua mua bán sử dụng hóa đơn trái phép không chỉ gây thất thu ngân sách mà còn ảnh hưởng đến các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc pháp lệnh thuế, tác động không tốt đến môi trường kinh doanh. Những vụ mua bán sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, gian lận đến hàng chục tỷ đồng tiền thuế được phát hiện thời gian gần đây cho thấy tình trạng này không giảm mà còn có xu hướng gia tăng với thủ đoạn tinh vi với số tiền ngày càng lớn. Không có hoạt động kinh doanh, nhưng trong 2 tháng, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ vườn nướng hải sản ở quận Đống Đa đã bán khống trên 770 tờ hóa đơn giá trị gia tăng với doanh số trên 5 tỷ đồng. Ngành thuế phát hiện ra rằng là doanh nghiệp đã không kinh doanh mà cố tình kê khai có doanh thu đầu ra và bên cạnh đó là hợp thức hóa bằng các cái hóa đơn mua đầu vào để kê khai thuế. Thì ngày 24 tháng 8 thì công an quận Đống Đa cũng đã có kết luận khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với công ty trách nhiệm hữu hạn vườn nướng hải sản. Qua chương trình đối chiếu hóa đơn, Cục Thuế Hà Nội đã phát hiện hàng trăm nghìn hóa đơn bất hợp pháp và thông báo tới trên 23.000 doanh nghiệp đã mua những hóa đơn này, yêu cầu truy nộp trên 200 tỷ đồng. Với doanh nghiệp thì cái hóa đơn bất hợp pháp làm ô nhiễm môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, làm cho doanh nghiệp gọi là cảm thấy rằng là cái cạnh tranh nó không còn lành mạnh nữa. Các doanh nghiệp mà sử dụng hóa đơn bất hợp pháp mà chót lọt thì họ còn có cái thuận lợi hơn hay là cái ưu thế hơn so với các doanh nghiệp nghiêm túc. Lợi dụng và các điều kiện thành lập doanh nghiệp quá dễ dàng, cùng với việc cải cách hành chính thuế theo hướng đơn giản như doanh nghiệp được phép tự tạo, sử dụng hóa đơn đặt in, tự in mà không phải mua của cơ quan thuế, nhiều đối tượng đã thành lập doanh nghiệp ma, chuyên mua đi bán lại hóa đơn, lấy chênh lệch để trục lợi. Qua đó, các đối tượng này được hưởng lợi từ số tiền thuế giá trị gia tăng chênh lệch, đồng thời tiếp tay cho các doanh nghiệp khác trốn thuế. Trong thời gian qua, thì trên tình hình mua bán hóa đơn bất hợp pháp trên địa bàn Hà Nội đang diễn ra cũng hết sức phức tạp. Công an thành phố Hà Nội thì giao cho Phòng Cảnh sát Kinh tế cùng các cái đơn vị của các quận huyện phối hợp với cơ quan thuế đã tiến hành nhiều biện pháp. Trong đó với các cái thủ đoạn là các đối tượng sử dụng với cái cơ chế thông thoáng của nhà nước trong vấn đề thành lập doanh nghiệp, chúng nó sử dụng những cái người đánh rơi chứng minh nhân dân hoặc là mượn của những người chứng minh nhân dân nhàn rỗi để thành lập các công ty, sau đó thành lập bán hóa đơn cho những cái đơn vị có nhu cầu. Việc mua bán hóa đơn khống đã giúp doanh nghiệp hợp thức hóa những khoản chi tiêu phi pháp. Ở đầu mua, nhiều doanh nghiệp mua hóa đơn khống đã tiết kiệm được chi phí thuế giá trị gia tăng, hạch toán chi phí đầu ra để giảm doanh thu, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, còn ngân sách nhà nước bị thiệt hại, thất thu thuế có thể lên tới hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Tại sao cái câu chuyện hóa đơn nó lại là vẫn là nan giải như vậy? Thì theo quan điểm của chúng tôi hiện nay ấy, là cái lý do cơ bản nhất là cái công tác quản lý của mình đối với doanh nghiệp, đối với cả cơ quan thuế là chưa nắm được luồng tiền và luồng hàng. Bởi vì chúng ta không nắm chắc được hàng xuất nhập, hàng bán, hàng mua thực tế, cho nên buộc chúng ta lấy vào hóa đơn. Và vì thế cho nên họ dựa vào cái cớ lấy hóa đơn để thay vì cái vấn đề mua bán hàng hóa thực. Những năm vừa qua, ngành thuế đã tăng cường thanh kiểm tra phối hợp với cơ quan điều tra, phát hiện được nhiều đường dây buôn bán hóa đơn lớn, nhưng chỉ một số ít vụ được đưa ra xử lý hình sự. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng để ngăn chặn tình trạng này, cần phải tăng chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm về hóa đơn và hạn chế tình trạng giao dịch phổ biến bằng tiền mặt như hiện nay. Trong đó, phần lớn là các đối tượng nghiện ma túy, trộm xe, trộm đột nhập nhà dân, đột phá két sắt ở các địa bàn xảy ra khá phổ biến, ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội. Song song đó, hoạt động của tội phạm ma túy cũng diễn biến phức tạp với 153 vụ, 193 đối tượng.